Tiếp tập 111 đến tập 116, mọi người bỏ ra mấy giây để ấn thích video và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người. Tiếp phần trước. Mẹ kiếp, hắn ta đã thăng cấp lên đế cấp rồi. Làm sao đây? Ta sẽ giết ngươi. Ngươi, Lục ca. Hắc Thiên cười lớn, Lục Thiên Vương của Thiên Thần Điện tăng cấp lên đế cấp chưa tới 10 phút, đã chết rồi. Không thể nào, Lục ca, không thể nào im hơi lặng tiếng chết như vậy được. Lục ca, tỉnh lại cho tôi. Mau đứng dậy đi, Lục. Thật là ồn ào. Hắc Thiên hơi rén đứng không vững ngã xuống. Lục, ngươi muốn giết ta như thế nào dùng chui kiếm đánh ta sao lục ta khuyên ngươi là nên từ bỏ đi xung quanh vẫn có nhiều người đang nhìn chằm chằm chỗ này đấy lục đem ba người anh em của ngươi quay về đi nếu không đợi cho đến khi các cường giả bên ngoài xông vào thiên thần điện của ngươi coi như tiêu đời đó ngươi càng ồn ào hơn ngươi bị điên rồi sao cái ngươi đang cầm là chui kiếm đó chuyện gì vậy lục ca chém xuống một phát chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh rồi im lặng lục ca cậu định làm gì vậy chúng tôi là anh em của cậu mà lục ca dùng kiếm phá lớp chắn đã để các cậu lo lắng rồi anh em của tôi cô thành công rồi chuyển cảnh tới viện nghiên cứu chiêu ca chỉ tiêu thân thể bình thường hoạt động tư duy bằng không đại nhân chiêu ca đang ở bên kia đi với tôi qua đó đi đại nhân cầu xin ngài hãy cứu chiêu ca tôi nguyện giao cho ngài tất cả doanh nghiệp của doãn ra tôi tôi có thể cứu được hay không vẫn chưa biết thiên sách thầm nghĩ trong cơ thể chỉ tiêu đều bình thường nhưng không có ý thức hoạt động đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này bác sĩ nói lẽ ra cô doãn nên kích hoạt công nghệ ấy công nghệ ấy là gì À, công nghệ chuyển đổi ý thức có thể chuyển đổi ý thức của con người để đạt được mục đích thao túng ngắn hạn các cụm nano đó là một loại công nghệ không thể công nghệ cấm kỵ này không nên tồn tại cô Doãn chỉ vừa mới hoàn thành công nghệ này và nhiều rủi ro vẫn chưa được giải quyết nếu cụm nano bị tấn công sau khi ý thức được chuyển đổi ý thức có thể bị hư hại hoặc thậm chí bị phá hủy hoàn toàn cái gì đại nhân ngài nhất định sẽ nghĩ cách cứu chiêu ca phải không yên tĩnh chút đa dược này vô cùng trân quý cô ta có đáng hay không điện thoại thiên sách trong túi lên ai là em lục ca đây đại ca cứu doãn Triều ca đi lục ca đó là đại ca đó cách cậu nói như anh em mình vậy bỏ qua đi không sao đâu cậu đang nói rất tốt đấy cả trực thăng im lặng nữ nhân nếu cô đã cứu lục vậy cái mạng này tôi cứu chắc rồi nó đang chuyển động sóng não của cô ấy đã trở lại đại nhân chiêu ca còn bé thuốc vừa rồi ít nhất có thể đảm bảo trong vòng một năm cô sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì muốn chữa khỏi hoàn toàn cho cô ta ít nhất cần ba cây linh hồn sống mấy ngày nay thiên thần điện sẽ tìm ra biện pháp Ngươi chỉ cần chăm sóc cô ta cho thật tốt là được. Chuyện này không cần rõ ra các người báo đáp, các ngươi có thể chuyên tâm chiếu cố cô ta, đây chính là nợ mà Thiên Thần Điện phải trả. Cái gì? Nợ cần phải trả? Chiêu Ca, chuyện con dấu ta, rốt cuộc là chuyện lớn gì vậy? Chuyển cảnh đến bệnh viện của Thiên Thần Điện. Sự việc ngày hôm nay thật là quá nguy hiểm, nếu như không có sự chuẩn bị từ cô Doãn Chiêu Ca, thì hôm nay chúng ta đã mất đi Lục Ca rồi. Thiên Diện, vũ khí của Lục Ca có thể tự sửa chữa được sao? Chỉ có thể sạc điện lại thôi, nhưng mà việc sửa chữa lại hoàn toàn thì không thể làm được cô doãn chiêu ca đã sử dụng công nghệ chưa từng có trong lịch sử việc hôm nay rất là nguy hiểm ba anh muốn đi làm cái gì vậy tìm cơ hội đột phá đến đế cấp thời gian của chúng ta không còn nhiều nhưng anh cả nói rằng chúng ta nên tìm cỏ linh hồn để chữa trị cho cô doãn chiêu ca mà yên tâm đi việc như thế này lục ca sau khi xuất viện có thể tự đi làm bọn họ hình như có gì đó không đúng lắm chuyển cảnh đến bệnh viện quân đội thiên hải ở khoa nội trú bệnh viện đa khoa thiên hải tiêu tiền bối chúc mừng ông gặp họa được phúc đã tăng cấp lên cảnh giới thiên vương chúc mừng cái rắm Ta ngay cả quay lại chiến trường ngoại vực cũng không cho phép, tăng cấp lên cảnh giới Thiên Vương cũng vô dụng mà thôi." Uông Thiên Hải gãi đầu cười khổ. "Nhớ lại lời Vạn Thiên Huyết nói, cái tên Uông Thiên Hải kia, đừng nói với ta là ngươi luôn miệng không xem Thiên Hải ra gì, cũng không xem lão tử ta ra gì nha. Nếu như tiêu chiến thiên một lão thần chiến tranh vẫn không kịp giờ quay về Yến Kinh, thì ta sẽ mang ngươi ra tòa án quân sự đó." "Ông Tiêu, hay là chúng ta chi bằng đi dạo thành phố Thiên Hải trước, sẵn tiện còn phải xem xem mảnh đất mà ngài bảo vệ nữa." Nhìn dáng vẻ của ngươi xem, lưng của một người chiến sĩ đâu rồi? Tinh thần chiến đấu của bộ chiến tranh Long Quốc ở đâu? Dạ đây, tư thủ trưởng. Uông Thiên Hải đổ mồ hôi nghĩ, hai ông cháu các người cố ý phải không? Ngươi cùng Vạn Thiên Tuyết cũng là thông đồng đúng không? Ta dù sao cũng là chiến thần mà, ta tới làm người hầu của hai người sao? Đi thôi, cùng ta đi dạo thành phố Thiên Hải nào. Vâng, vâng. Hà, tuân theo chỉ thị của thủ trưởng. Uông Thiên Hải chỉ tục trong đầu, chuyển cảnh đến trụ sở tập đoàn Quân Lâm. Mẹ ơi, đợi con với. Tiểu Tiểu, con đi cùng với mẹ làm cái gì? Mẹ chỉ đi lấy văn kiện một chút rồi xuống với con mà. Mẹ ơi, có chú Thiên Nhất ở đây, con chỉ đi vòng vòng gần đây thôi. Con muốn đi sao? Con thật ham chơi quá đi, không được đi xa đó nhé, có biết không đó. Con biết rồi mẹ. Chú Thiên Nhất ơi, chú có biết tòa nhà này cao bao nhiêu không? Chú Thiên Nhất ơi, tất cả tòa lầu này đều là của bố phải không? Bố con thật lợi hại mà. Thiên Nhất nghĩ, Uông Thiên Hải sao? Phía trước mặt hắn ta là người nào vậy? Bọn họ đến tập đoàn Quân Lâm để làm cái gì? Lão Tiêu, đây là tòa nhà trụ sở của tập đoàn Quân Lâm lớn nhất ở thành phố Thiên Hải. Ông chủ ở đây chính là không cần nói nữa ta đối với cái tên đó không cần biết là ai ta đều không hề có hứng thú uông thiên hải nghĩ đúng rồi cháu trai của ông ông đối với cậu ấy thì có thể có gì hứng thú tiêu chiến thiên cảm thán thay đổi thật là lớn năm đó lúc bọn ta rời đi nó chỉ là một tòa nhà bằng đất nhỏ cầu tử lão miêu hỡi những lão già khốn nạn đã bỏ rơi vợ con cũng như tôi chúng mình thật xứng đáng ông ơi ông đừng khóc nữa tiểu tiểu chia một phần kẹo cho ông ăn nha rất là ngọt đấy lão tiêu đứa trẻ này chính là tiêu chiến thiên tán cho uông thiên hải một cái đi chỗ khác coi chỗ nào cũng có mặt mâm của người uông thiên hải tức nghĩ được tôi không nói nữa để tôi xem xem ông và cháu gái của ông không nhận ra nhau xem thế nào ông đừng có mà hối hận tiểu cô nương kẹo này cháu cứ ăn đi nhé ông sẽ không khóc nữa đâu ông ơi tại sao ông khóc vậy là làm việc không được tốt sao ông đây là vui đến mức rơi lệ đấy vui mới khóc không đúng ông ơi nếu như ông vui ông sẽ cười giống như cháu này he he đúng rồi vui thì phải cười phải cười Tiểu Tiểu cười lớn, "Ông ơi, ông thật là hài hước. Đứa trẻ tốt, ngoan thật đấy, cháu mấy tuổi rồi? Tên là gì vậy?" "Cháu tên là Tiểu Tiểu, năm nay cháu đã được 4 tuổi rưỡi rồi, mẹ đã nói rằng qua sinh nhật năm nay con sẽ được 5 tuổi ý. Ông ơi, vậy ông tên là gì vậy?" Uông Thiên Hải nghĩ, lão tiêu đến tập đoàn Quân Lâm không ngờ lại có thể gặp được cô cháu gái của mình, đây chính là ý trời sao? "Ông tên là Tiêu Chiến Thiên, năm nay ông đã 72 tuổi rồi, ông không phải là anh hùng gì, chỉ là một người chiến binh già thôi. Mẹ cháu nói rồi." những người lính của Long Quốc đều là những anh hùng vĩ đại, bảo vệ cho đất nước và nhân dân giống như bố của cháu vậy. Đây là túi kẹo cho người này. Tiểu Tiểu, ông ơi, ông cứ nhận đi, rất là ngon đấy, mẹ của cháu đã tìm cháu rồi, cháu phải đi đây. Ông ơi, đừng có mà khóc nữa đấy nha. Được, không khóc nữa đâu, sẽ cười mà. Lão Tiêu, thật ra cô nương này là. Tiêu Chiến Thiên lại tát Uông Thiên Hải, con bé ấy chỉ là một trong hàng tỷ thành viên gia đình mà tôi hết sức bảo vệ, và danh tính cụ thể của con bé đó không quan trọng. Đi thôi, để ta dẫn ngươi đi xem một nơi khác. Vâng, uông thiên hải thẩm mỹ đúng là ý trời chuyển cảnh đến biệt thự vợ ơi chỉ là đi yến kinh vài ngày thôi không cần phải mang nhiều đồ vậy đâu mẹ ơi tiểu tiểu muốn đi ngủ không phải anh đột nhiên nói muốn đi yến kinh để tỏ lòng biết ơn đối với mẹ nếu không em sẽ không soạn tới mức này thiên sách thở dài đi thôi tiểu tiểu chúng ta cùng nhau về phòng đi ngủ nha chuyển cảnh đến hôm sau tại sân bay thiên hải lão tiêu sao không liên hệ với tiêu gia ở bên yến kinh để trực tiếp đi đón ngài hoặc là để tôi nói với nguyên soái vạn thiên huyết để nói bên kia một tiếng cũng được lão tử ta bây giờ đã là thiên vương rồi không cần các người lo lắng nữa đâu ta sẽ tranh thủ thời gian đi tránh ngươi cả ngày lải nhãi bên ta không làm nên dáng vẻ nghiêm chỉnh uông thiên hải nghĩ quả nhiên là cái sự hống hách của tiêu thiên sách là học từ ngày đó mà ra ấy là ông lão khóc nhè kìa sao lại là ông lão khóc nhè đó là một anh hùng đó ở đâu anh hùng gì đó ông lão ấy đi nhanh thật thoáng chốc đã không thấy nữa rồi vi vi nói với thiên sách là một người lính già mà tiểu tiểu gặp ngày hôm qua có lẽ vì xúc động đã bị tiểu tiểu đụng phải khi ông ấy đang khóc tiểu tiểu cho ông ấy kẹo, ông ấy liền cười vang lên. Tiểu tiểu đã làm rất là đúng. Mọi người đăng ký kênh để theo dõi nhé, yêu mọi người, donate càng yêu.